Mắc mật là tên gọi theo tiếng Tây, Nùng của cây hồng bì núi. Tại Việt Nam, cây mắc mật được trồng nhiều ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Quả mắc mật vị hơi chua ngọt, hàm lượng dầu vitamin C, có thể ăn tươi hoặc dùng để nấu, kho trong một số món ăn. Lá mắc mật có hàm lượng protein, sắt, mangan, canxi rất cao, có tinh dầu thơm nên được dùng trong các món vịt quay, lợn quay hay cá kho. Đối với sức khỏe, lá mắc mật có tác dụng lợi mật, kích thích tiêu hóa, bảo vệ gan, có thể sản xuất thành thực phẩm chức năng. Tinh dầu quả mắc mật có tác dụng bảo vệ gan, giảm đau, là nguyên liệu để làm thuốc. Lá và rễ cây mắc mật được dùng làm nguyên liệu trong đông y. Rất nhiều món ăn của người Lạng Sơn sử dụng các thành phần của cây mắc mật và trở thành đặc sản nổi tiếng của vùng mà khắp nơi đều biết, như vịt quay lá mắc mật, bồ câu nướng lá mắc mật, cá kho mắc mật, chân giò hầm mắc mật, thịt heo nướng lá mắc mật. Chúng ta biết rằng là mắc mật thì nhất là khu vực miền núi phía Bắc thì chúng ta thấy rằng đã được sử dụng như là một cái gia vị mà cho vào các cái món thịt quay, thịt vịt rất là ngon. Bên cạnh đó thì cái thành phần dinh dưỡng của nấm mắc mật cũng được đánh giá rất là tốt, đấy là cũng giàu các cái vitamin như vitamin C và giàu một số chất khoáng như là mangan, magie, canxi thì cũng rất là tốt và lại còn giàu các cái chất chống oxy hóa. Và theo quan điểm của truyền thống của người Việt Nam thì cái lá mắc mật còn có tác dụng giải độc, chống viêm và lợi mật. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta phối hợp lá mắc mật trong các cái món ăn mà giàu béo, giàu đạm như vậy rất là tốt để mà giúp tiết mật sau khi chúng ta ăn, lại có cái lá mắc mật như vậy lại kèm theo một cái món ăn nhiều giàu béo, giàu đạm như vậy thì giúp cái tiêu hóa của chúng ta tốt hơn. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta sử dụng các rau gia vị đấy là đã được tích lũy qua rất là nhiều thế hệ và đấy là những cái kiến thức truyền thống của người Việt Nam, không những chúng ta có truyền theo dân gian qua cộng đồng mà nhiều khi những cái sách về đông y cũng nói đến những cái món ăn mà có tác dụng dự phòng và hỗ trợ điều trị bệnh. Từ lá mắc mật có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Trong đó, lợn quay lá mắc mật là món ăn ngon, phổ biến và có cách chế biến khá đơn giản. Các bà nội trợ có thể thực hiện tại nhà. Mắc mật là một trong những loại lá khá là phổ biến và được sử dụng trong rất nhiều món ăn khác nhau, ví dụ như là lợn quay hay là vịt quay. Những món ăn nổi tiếng này thì có thể là rất nhiều bà mẹ đã được nghe tên đến, tuy nhiên là cách chế biến nó như thế nào thì tôi nghĩ cũng là một vấn đề mà chúng ta cần sự chia sẻ của các đầu bếp. Và ngày hôm nay thì anh Trần Huy Nam, đầu bếp của nhà hàng Lương Sơn Quán sẽ hướng dẫn cụ thể đến quý vị các bạn cách sử dụng lá mắc mật để chế biến một món ăn rất là thân thuộc trong bữa hàng ngày, đó là món lợn quay. Thưa anh, cho em hỏi một chút, đó là cái lá mắc mật này thì không biết là nó có nguồn gốc từ đâu và cái tác dụng cho cái món ăn thì là nó tác dụng như thế nào đối với những món ăn ạ? Thì theo cái lá mắc mật này thì này được trồng ở rất nhiều nơi. Những cái nhà hàng của mình hiện tại thì là đang đồ nướng đặc trưng về đồ nướng và lại sử dụng những nguyên liệu của đồ rừng Tây Bắc. Cái tác dụng của nó là thơm cho món ăn, tạo hương vị thơm là người ta khi mà bê đĩa thức ăn ra hoặc còn quay con lợn ấy, hoặc quay con vịt chẳng hạn. Thì nó có thể tạo nên là cái mùi thơm người ta phải hấp dẫn làm thưởng thức. Khi mà quan sát những cái nguyên liệu để làm nên món ăn này thì em thấy rất là đơn giản, chỉ có thịt lợn thôi và lá mắc mật. Thì không biết là với những cái nguyên liệu nó đơn giản như thế thì em cũng đang thắc mắc là tại sao những cái nguyên liệu đơn giản như thế mà tạo thành một cái món ăn rất là, em ngửi đây thì thấy rất là thơm và rất là đặc trưng như thế ạ. Có không biết là có bí quyết gì không ạ? Thực ra cái lá mắc mật ấy, cái lợn đồ như đồ quay, như kiểu lợn quay và vịt quay
có một cái món gọi món là lợn quay lá mốc mật, lợn quay và vịt quay lá mốc mật đấy, thì là cái đấy là một cái hương vị thơm rồi, thì mình không phải thêm hương vị gì cả, mà đặc trưng của nhà hàng mình là nướng mộc mạc, khách đến đây là ăn là mộc mạc, đấy là tự cảm giác là thấy là ăn mộc mạc xong là gia vị bình thường, ăn thì rất ngon. Vâng ạ, vậy thì anh có thể chia sẻ rõ hơn cụ thể là ở đây chúng ta cần những cái loại gia vị nào cho món ăn này để mà các bà nội trợ ở nhà cũng có thể làm được cái món ăn này ạ? Nguyên liệu chính của mình ở trong này thì có thể là lá mốc mật, nhưng mà là lá non thì nó mới có giữ được cái hương thơm và ngọt, độ ngọt của lá mốc mật để tiết ra con lợn, và nữa là hành củ. Và gia vị thì mình cũng chỉ dùng là bột canh, mì chính với lại một tí đường, để tạo nên một cái vị đậm đà cho lợn thôi. Đấy. Vâng ạ. Vậy thì cụ thể về cách chế biến món ăn này thì như thế nào ạ? Từng bước thì chúng ta sẽ làm như thế nào ạ? Thì cũng như con lợn thì về cái khâu giết mổ thì mình cũng phải nói chung là cũng phải giết mổ, sau đó mình cũng phải moi lợn ra, moi nội tạng ra sạch sẽ, làm sạch sẽ, rửa sạch sẽ, sau đó mình cũng phải đi chuẩn bị luôn là rửa lá mốc mật, có khâu rửa lá mốc mật lấy nguyên lá không thôi, lá non thì mình lấy hoàn toàn bằng lá non thì nó mới thơm, nó ngọt, mình nhồi vào con lợn còn cộng cả hành củ nữa, đập dập nhồi con lợn nữa, xong là trộn gia vị, trộn đều với nhau cho bột canh, mì chính, đường. Đấy, một tí đường là gọi là tạo thêm độ ngọt cho người ta sẽ ăn thôi, chứ không phải là cho quá vào. Và hương thơm cái độ ngậy và độ béo của con lợn sẽ tiết ra và trộn hòa quyện vào gia vị và cộng lá mốc mật ấy, những thảo dược ấy, thảo quả ấy, thì là nó rất thơm. Vâng, như những gì anh vừa chia sẻ thì em thấy là món ăn này thì có cách nguyên liệu cũng đơn giản này, các bước làm cũng đơn giản. Tuy nhiên là em được biết là với một món là quay hay nướng ấy, thì cái việc ướp cái nguyên liệu đấy như thế nào và quá trình nướng, quá trình quay đấy nguyên liệu đấy nó như thế nào thì cũng phải có một cái bí quyết riêng. Thì không biết là bí quyết của anh hay là bí quyết của nhà hàng thì như thế nào để có được món ăn thơm ngon như thế này ạ? Thì bí quyết của mình cũng chỉ là nếu mà chưa mà đồ quay mà nướng thì mình phải đợi thời gian nó ngấm dịu vào trong. Tùy những con lợn to và lợn nhỏ thì mình cũng phải điều tiết nhiệt. Chủ yếu quan trọng của lò quay là phải điều tiết nhiệt. Còn để mà thơm lợn thơm mà ngon và ngấm gia vị thì mình phải có một thời gian ướp. Thì sau khi ướp xong thì mình phải đợi là 15 đến 30 phút để gia vị ngấm vào con lợn. Sau đó mình mới quay. Chúng ta sẽ ướp lợn này trong khoảng 15 đến 30 phút là được thôi gì ạ? Vậy thì khi mà quay cái thời gian quay nó như thế nào và cái nhiệt để quay con lợn này thì chúng ta nên quay như thế nào? Nhiệt thì mình cũng chỉ là quay nhỏ nhiệt thôi. Để con lợn nó vừa chín mà sau đó da nó vừa lên màu da đẹp. Sau đó nó giòn, nó tạo thêm độ giòn của lợn nữa. Vì ăn lợn quay bản, lợn cắp nách quay thì nó phải ăn nó giòn. Ngon nhất là cái bì nó phải giòn, giòn tan như bánh đa. Em cũng được biết là trong món ăn này thì cái gia vị chấm rất là quan trọng và em thấy cái gia vị ở đây cũng rất đặc biệt, để không biết là cái nước chấm, cái gia vị chấm này thì được làm nên từ những cái gì ạ? Đây là mình đang dùng nước chấm là chấm chéo, mà thuộc nước chấm này là dân tộc Thái người ta hay dùng để chấm các món ăn nướng của họ, vì nồi nướng của rừng là nồi nướng của rừng thì dân tộc Thái có một đặc trưng riêng, nên nhà mình hàng mình cũng có được cái nước chấm này, cái chấm chéo thì ăn nó rất hợp vị. Hợp vị với lợn quay, dùng tất cả các loại rau thơm như là rau mùi, rau húng, nhưng mà quan trọng là phải có hạt mắc khén là hương vị đặc trưng của rừng, rồi nó chẩm chéo. Sau đó mình thêm ít lá mốc mật, mà khi trong con lợn mà quay ra thì mình cắt lấy cái phần lá mốc mật của trong con lợn, thì có bên đấy có hành với lại cái lá mốc mật nó thơm rồi mình giã, mà ở bình thường nếu mà không có máy xay thì mình sẽ giã ra thì nó thành một cái hương vị chấm, nhưng mà có máy xay rồi mình sẽ xay nhuyễn nó ra.
không chỉ là loại gia vị ngon, những món ăn chế biến cùng lá mắc mật còn có khá nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Lá mắc mật thì ở đây chúng ta thấy là cái món ăn ở đây tính chất là giải nhiệt, giải độc và gọi là hỗ trợ cho cái chức năng gan mật và tiết mật nhiều hơn thì tốt hơn. Lá mắc mật nó có cái hương vị từ tinh dầu của lá mắc mật và có cái mùi hương thơm rất là đặc trưng khi mà chúng ta ướp vào trong các cái món rán, món quay rất là ngon. Lá mắc mật nó cũng có thành phần tương đối tốt mà lại còn giúp cho tốt cho chức năng gan mật ấy. Thì thực ra chúng ta có ngoài đưa vào các món ăn như là rau gia vị thì chúng ta cũng có thể sử dụng chế biến sang các cái thực giống như thực phẩm chức năng hay là giống như cái trà từ lá mắc mật, thực ra cũng rất là thơm và là tốt cho sức khỏe. Việt Nam thì rất nhiều các cái rau gia vị rồi các cái món ăn truyền thống thì chúng ta nhất là trong chế biến gia đình thì chị em cũng nên tìm hiểu các cái vai trò tác dụng của các cái loại rau gia vị khác nhau thì chúng ta bổ sung vào trong bữa ăn để tốt cho sức khỏe của gia đình.